Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thì lúc này chúng ta sẽ thực hành cái kỹ thuật gọi là chữa cái ù tai điếc tai. Lúc này chúng ta nhìn ở trên hình là thấy máu nó dồn về tai từ các nơi đúng không ạ? Dưới lên, về xung quanh, về trên xuống. Thì lúc này chúng ta sẽ lấy cái tay này, ngồi nhìn này, đặt cái tay ở trên đỉnh đầu. Sau đó chúng ta khóa, sau đó chúng ta sẽ cầm nguyên cả cái năm ngón tay này chúng ta quào vào đây, quào vào tai là làm để làm gì? Để đưa máu vào trong tai, để đưa máu vào khu vực tai. Và chúng ta quào như thế này, cứ đưa máu vào như này. À, nếu những người nào mà bị nặng chúng ta có thể quào nhiều hơn vài chục lần. Xoay này. Xoay này. Đó, chúng ta xoay quanh tai thôi. Ok chưa? Xoay tới rồi xoay lui. Đó. Và sau khi xoay xong thì lúc này chúng ta sẽ nắm cái tai. Chúng ta nắm tai để làm gì? Chúng ta vò, giống như là vò á, chúng ta miết cái vành tai này. Miết cái vành tai này. Đó. Miết cái vành tai, miết vò như vậy á. Đó. Thậm chí là nếu như mà người ta có cái chỗ nào đau á, thấy người ta nhăn mặt á, chúng ta sẽ cái chỗ nào mình mệt động vào nghe người ta nhăn mặt mình sẽ biết kỹ hơn để đả thông cơ. Chị không có nét mặt, chị không có phản ứng gì hết á. Không có nghe được cái gì hết. Đó, mình miết như thế đấy, thậm chí mình vò mạnh cái lỗ tai, ok chưa? Mình vò mạnh. Rồi chúng ta bẻ lấy cái chỗ này và chúng ta tì mạnh vào đây. Đây là điểm tì và chúng ta sẽ bẻ cái tai này. Đó. Kéo cái tai này, bẻ này. Bẻ tì này. Rồi bẻ nữa này. Bẻ này. Bẻ tai đó. Rồi và chúng ta sẽ cầm cái ngón trỏ nắm chắc vào đây và ngón cái giữ đây, mọi người nhìn thấy chưa? Và chúng ta cũng bẻ như thế đó. Và cũng bẻ. Đó. Và chúng ta sẽ nong cái lỗ tai lên. Lấy cái ngón này, chúng ta nong cái lỗ tai. Kéo lên cho nó giãn cái mao mạch ra. Đó. Làm vậy đó. Rồi. Và đây, cuối cùng là chúng mặt ra nhé. Rồi, giữ và vỗ nha. Đấy, khu cái tay này vỗ khí thôi chứ cứ đừng có táng nguyên cả cái bàn tay vào gây tổn thương người ta ha. Rồi, vỗ. Chị này là chị không có bị tổn thương. Đúng rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.